Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 8662 VPCPKGVX ngày 3 tháng 11 năm 2023, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 3 tháng 9 năm 2024. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp, người lao động về việc nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024.